Mến chào quý vị đến với Sài Gòn TV. Hôm nay Hương Thơ xin mời quý vị theo dõi phần nói chuyện đặc biệt của Hương Thơ với dược sĩ Jenny Đặng để nói về một phương pháp chữa trị liên quan đến căn bệnh Parkinson. Mến chào dược sĩ Jenny. Dạ chào chị. Để trước khi mở đầu thì Hương Thơ xin có vài dòng giới thiệu đến quý vị về dược sĩ Jenny Đặng. Dược sĩ Jenny Đặng tốt nghiệp dược khoa tại Đại học Pacific University School of Pharmacy và cô đã hành nghề được hơn 7 năm. Cô là một trong những người sở hữu nhà thuốc Tây trẻ nhất trong khu vực quận Cam. Nhà thuốc Tây của dược sĩ Jenny Đặng có tên gọi là One Specialty Pharmacy ngay tại thành phố Fountain Valley. Và đây là nhà thuốc Tây chuyên về thuốc điều trị thần kinh và nhiều loại thuốc khác. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về cái bệnh Parkinson. My first question will be, what is a Parkinson disease? I know this question I've been asked a lot of times, but I would like you to answer. Thưa quý vị, dược sĩ Jenny Đặng nói được tiếng Việt nhưng mà nói lưu loát hơn bằng tiếng Anh nên Hương Thơ xin mệnh pháp để dược sĩ Jenny Đặng trả lời bằng tiếng Anh và Hương Thơ sẽ dịch lại bằng tiếng Việt. Once again, what is Parkinson's disease, Jenny Đặng? So it's a brain disorder that's dependent on dopamine. And so when the dopamine level drops, it can cause tremors, stiffness, and other debilitating movement disorders. Vâng, đó là bệnh Parkinson là gì? Thì dược sĩ Jenny Đặng trả lời là Parkinson là một cái chứng rối loạn ở não bộ làm giảm sản xuất chất dopamine, khiến cho người bệnh sẽ bị run, cứng cơ và đi lại khó khăn, khiến cho mất thăng bằng. The next question is, I usually hear the word off-time. So what are off-times in Parkinson and how do they affect patients' life? So like I said, in Parkinson's, it's dependent on a neurotransmitter that is dopamine, right? So when you have a decrease in dopamine and you're not having a dopamine receptor response, then you can have the stiffness. Doctors will medicate patients and increase that dopamine level. And so then you would have a consistent level of dopamine. However, when the medication wears out, that time, once it wears out, we call it off time because we don't have dopamine supplementing that area. Vâng, câu hỏi vừa rồi của Hương Thơ hỏi dược sĩ Jenny Đặng là cái khoảng thời gian mà chúng ta thường nghe nói cho những người bị bệnh Parkinson gọi là off times. Hương Thơ xin tạm dịch là khoảng thời gian ngừng hoạt động cho các bệnh nhân của Parkinson. Và Hương Thơ hỏi cái off time là gì và chúng ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của bệnh nhân bị Parkinson. Thì dược sĩ Jenny Đặng trả lời là bệnh nhân bị Parkinson sẽ phụ thuộc vào cái chất dopamine, nên khi thuốc dopamine hết tác dụng có thể xảy ra hiện tượng đóng băng và dẫn đến các triệu chứng rối loạn vận động đột ngột và suy nhược khác. Cái khoảng thời gian này gọi là off time, tức là ngưng hoạt động. Trong khoảng thời gian này bệnh nhân có thể cảm thấy căng thẳng, xấu hổ vì có thể họ đang ở giữa chợ hay đang làm gì đó và đột nhiên không thể di chuyển được, chưa kể đến việc gia tăng sự té ngã. How do medication improve off times and how do patients take this medication, Jenny? So these medications are designed to supplement the brain with dopamine and it helps with the movements. And so there's rescue medications that will help offset that off time. Vâng, câu hỏi của Hương Thơ là cái thuốc men có thể cải thiện khoảng thời gian off time là ngừng hoạt động như thế nào và bệnh nhân phải dùng những loại thuốc này ra sao? Thì dược sĩ Jenny Đặng trả lời là những loại thuốc này được bào chế để tăng cường chất dopamine nhiều hơn cho não bộ và nhờ các thuốc này thì não bộ sẽ có đủ lượng dopamine cần thiết để điều hòa cái chức năng vận động cũng như cải thiện được triệu chứng. Nhưng mà thuốc chỉ được sử dụng khi cần thiết mà thôi. Just use as needed only, right? Yes. My next question is, when should patient with Parkinson take this medication? So doctors will have the directions, it's taken as prescribed, but there are medications that are designed for off times that are scheduled, and there's some that's as needed. So for the as needed medications that are rescued, there's one medication called Kenmobi, and that medication, you can take it as needed, and it's a rescue, so it's fast onset, and then it only lasts about 30 minutes or so. Vâng, câu hỏi kế tiếp của Hương Thơ đến dược sĩ Jenny Đặng là khi nào bệnh nhân Parkinson nên dùng những loại thuốc này? Thì dược sĩ Jenny Đặng trả lời là chỉ nên uống thuốc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ và có một số loại thuốc chỉ được sử dụng khi cần thiết mà thôi. Chẳng hạn những cái thuốc có tên gọi là Kimobi. Đây là, I heard this approved by FDA just recently, right? Yes.
in 2020, right? Yes, 2020. Yeah. Và Hương Thơ được có đọc qua là biết cái chất thuốc, cái tên thuốc Kimobi này là một loại thuốc mới được FDA chuẩn thuận vào tháng 5 2020. Và thuốc này sẽ được bác sĩ kê đơn để điều trị khoảng thời gian off time, là khoảng thời gian mà nãy Hương Thơ có nói là các triệu chứng rối loạn vận động có thể quay trở lại hoặc trở nên tồi tệ hơn khi có thể xảy ra giữa các liều thuốc chữa bệnh Parkinson. Và khi uống thuốc Kimobi thì bệnh nhân nên uống ngay khi cảm thấy có những triệu chứng đang sắp bắt đầu xảy ra. Và bà dược sĩ Jenny Đặng nói là thuốc sẽ có tác dụng ngay lập tức, hoặc thuốc sẽ giúp giảm thiểu triệu chứng trong một khoảng thời gian ngắn, kéo dài khoảng 30 phút. Why should patients take this medication, Jenny Đặng? So it's designed to rescue, so it's going to reduce your off times. And when you reduce your off times, then it reduces falls. Vâng, câu hỏi kế tiếp là tại sao bệnh nhân nên dùng loại thuốc này? Thì dược sĩ Jenny Đặng trả lời là thuốc này được bào chế để giúp bệnh nhân giảm thời gian off time, là ngừng hoạt động, và việc này sẽ giúp giảm thiểu té ngã ở bệnh nhân. It's also reduced, this is to reduce the fall in patient, right? Correct, yes. Yes. Is timing of this movement medication important, Jenny? Yes, it's very important. So timing of the medication, we would want to take it as scheduled with the doctor, because we're trying to mimic that dopamine level to make sure that you have enough dopamine in your body to reduce the falls. Vâng, câu hỏi Hương Thơ là uống các loại thuốc này đúng thời điểm có quan trọng hay không? Thì dược sĩ Jenny Đặng trả lời là vâng, thời điểm uống thuốc này rất là quan trọng. Vì vậy được uống với liều lượng chính xác và đều đặn trong suốt cả ngày để kiểm soát các triệu chứng. Mục đích là duy trì nguồn cung cấp thuốc ổn định trong máu của bệnh nhân. Vì không uống thuốc đúng giờ có thể xảy ra hiện tượng đông cứng và các triệu chứng vận động đột ngột và suy nhược khác có thể xảy ra, thưa quý vị. Now, how do patients identify an off time, Jenny? So when your medication is scheduled, it's the gap between your next dose that you cannot take, and then you're taking it in between that gap. Vâng, câu hỏi con thơ với dược sĩ Jenny Đặng là làm cách nào để bệnh nhân xác định khoảng thời gian ngừng hoạt động, tiếng Anh gọi là off times. Thì dược sĩ Jenny Đặng trả lời là cần lên kế hoạch sử dụng thuốc vào các khoảng thời gian cụ thể và trước khi dùng liều tiếp theo, vì bệnh nhân có thể có triệu chứng rối loạn vận động trở lại trước khi dùng liều tiếp theo là do khoảng thời gian ngưng hoạt động. So my next question is, what medication are available for treating off times? There are many medications. One of them is, again, Kimobi, like I said, they're taken as needed. But there are all others that could be specific towards the patient. So it really depends on the patient, and the doctor needs to review which one is best for them. Vâng, câu hỏi thứ là còn có những loại thuốc nào có sẵn để điều trị khoảng thời gian ngưng hoạt động là off time? Thì dược sĩ Jenny Đặng trả lời là như đã nói trên, có thuốc điều trị off time tên gọi là Kimobi và có nhiều loại thuốc khác, và bác sĩ của bệnh nhân sẽ có thể nói về phương cách cụ thể nào tốt nhất cho bệnh nhân bị Parkinson để đối phó với vấn đề với cái vấn đề off time, những triệu chứng khi mà bị off time đó, thưa quý vị. Should the patient keep the medication on their diary? Yeah, that's a really good question. I do advise my patients to keep a diary because you want to keep track of how the medication is responding, any side effects, any time off times that they're experiencing, how they're doing on the medication, so then the doctor can tailor the medication for them. Alright, Hương Thơ có hỏi là bệnh nhân bị Parkinson có nên ghi chép lại vào những cái nhật ký y tế của mình lịch trình uống thuốc hay không? Thì dược sĩ Jenny Đặng trả lời là cái điều này rất là quan trọng, thưa quý vị. Bệnh nhân nên ghi chú lại những điều trong nhật ký sức khỏe của mình, như là những phản ứng với thuốc, khi nào bệnh thuyên giảm, những tác dụng phụ, side effects, hay là thay đổi thuốc như thế nào, và danh sách thuốc men đang uống. Và điều quan trọng khác là cũng cần lưu ý là lần uống và thời điểm dùng thuốc cho khoảng thời gian off time, ngừng hoạt động. So they have to mention about what happened during the off time too, right? Right. Okay. Is it possible to over-medicate it?
Yeah, so because dopamine is, we're trying to dose it to the sweet spot. So right in the middle where it's not too high, it's not too low. When you get too low, then we can have the debilitating motor symptoms like the tremor and the off times that we're talking about. When you dose too high, then they can have hallucinations. Vâng, câu hỏi của anh Thơ là có thể dùng thuốc quá liều hay không? Thì bác sĩ trả lời, dược sĩ Jenny Đặng trả lời là bác sĩ của quý vị sẽ điều chỉnh thuốc để phù hợp với bệnh nhân. Nếu mà quý vị uống liều quá thấp thì bệnh nhân có thể bị những triệu chứng off time là thời gian ngưng hoạt động. Nếu liều quá, cũng như là khi đó thì quý vị có thể bị như rối loạn cử động hay là bị ngã. Còn nếu liều mà quá cao thì bệnh nhân có thể có tác dụng phụ như là ảo giác. Hallucination, right? If they too high. Okay, my next question is: how long does patient need to trial the medication before they call it quits? So that's a really good question too. So it just depends on the medication. Some medications take a little bit longer to show effectiveness, but for Kenmobi, it's because it's a fast onset. You know right away when it's working. So I would advise to follow up with the doctor and see if the medication is working for them. Vâng, thì câu hỏi anh Thơ là bệnh nhân cần thử nghiệm thuốc bao lâu trước khi ngừng thuốc. Thì dược sĩ Jenny Đặng nó thì tùy theo mỗi người, mỗi khác. Có một số loại thuốc có tác dụng ngay lập tức, chẳng hạn như là Kimobi, và bệnh nhân sẽ biết nó hiệu quả hay không. Còn một số loại thuốc cần có thời gian để thấy được hiệu quả đầy đủ. Điều quan trọng là quý vị cần phải tiếp tục theo dõi với bác sĩ và đặt câu hỏi nếu có thắc mắc. Why isn't the medication covered by insurance? Because I know it's very expensive, quite expensive, right? Yeah, it's quite expensive. So insurance has prior authorizations on these medications, and the patient should work with their pharmacy and doctor to get the medication approved, so then the medication gets covered. Vâng, câu hỏi của Thơ là cái loại thuốc này không, tại sao có chưa được bảo hiểm chi trả? Thì có một số loại thuốc nhất định cần có sự cho phép, authorization của bảo hiểm. Nhà thuốc Tây và bác sĩ của quý vị có thể giúp quý vị nộp các thủ tục giấy tờ để bảo hiểm có thể trả tiền thuốc cho quý vị bệnh nhân. Just like I mentioned before that this question, why this medication is quite expensive? Yeah, so within the past decade or so, there hasn't been very many medications that have been released for Parkinson's or any movement medications. So within the last decade of coming out with medications, they're all branded. So they're all very expensive because they're branded. So it's important for patients to let their pharmacy know if they cannot afford their medication so we can help them. Thưa quý vị, Hương Thơ vừa mới hỏi câu là tại sao cái thuốc này khá đắt tiền. Thì dược sĩ Jenny Đặng trả lời là trong nhiều thập niên trước đây thì chưa có nhiều loại thuốc để trị bệnh Parkinson, nhưng mà trong thập niên này gần đây đã có nhiều loại thuốc mới được tung ra thị trường và được gắn thương hiệu là brand name. Đó là lý do tại sao chúng lại đắt hơn thuốc generic. Nếu quý vị cần thêm trợ giúp để trả tiền mua thuốc, điều quan trọng là phải yêu cầu nhà thuốc Tây giúp đỡ. So they can ask for the pharmacy to help. Yes. To get this medication covered, right? Yes. And it's possible. It is possible. It just depends on the patient's criteria. Vâng. Tất cả mọi thứ có thể giúp cho quý vị chi trả được bảo hiểm chi trả, nhưng tùy theo điều kiện của từng người khác nhau. Thank you so much for answering all the questions regarding the new medication for the off time for the Parkinson's disease. I hope we will have a new future to discuss more important information regarding the disorder movement for our patients. Thank you so much. Yeah, cảm ơn chị. Và trước khi chia tay, Hương Thơ xin được phép mà nhờ dược sĩ Jenny Đặng nói tiếng Việt nói cho quý vị biết cái văn phòng phòng thuốc Tây của dược sĩ nằm ở đâu và số điện thoại để quý vị có thắc mắc xin gọi số điện thoại này. Xin mời dược sĩ Jenny Đặng nói trả lời bằng tiếng Việt cho Hương Thơ. Dạ, địa chỉ là 18049 Magnolia Street, Fountain Valley, California. 92708, số phone là 714-587-9786. Vâng, cảm ơn dược sĩ Jenny Đặng rất nhiều và cảm ơn sự theo dõi quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình hội thoại kỳ tới. Xin kính chào.